Dạ, Gốm Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay anh chị em lên nhiều siêu phẩm nha. Và mong anh chị đăng ký kênh nha anh chị, để khi mà em lên những sản phẩm mới sẽ gửi đến thông báo đến quý cô chú anh chị. Và bên em thì ship toàn quốc nha anh chị, bao bể vỡ. Anh chị xem video này yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em nha. Qua hai số điện thoại có niêm yết trên kênh 0935 245 244 hoặc là số 0913 330469 anh chị nha. Rồi, hôm nay em sẽ lên cho anh chị một mã sản phẩm đầu tiên. Mã sản phẩm đầu tiên này là một cái chóe nha anh chị. Chóe này là dòng chóe men lam xưa nha. Đấy, vẽ tích người, vẽ những dòng tích người nè anh chị. Tứ trụ nha anh chị, ở phía trên này là tứ trụ lăng nha anh chị, tứ trụ lăng vẽ tích người nha anh chị. Mà thật sự là những cái tích này thì những tích gì thì em không có rành nha. Và nó sẽ có truyện ký hết nè, truyện ký ở phía trên này hết à. Tích người tứ trụ nha anh chị. Ở phía trên nắp nè anh chị, nắp là sẽ một con lăng nha, một con lăng. Cốt này là cốt xưa nha anh chị, cốt xưa. Đường kính miệng là 18. Miệng của chóe là 18 nha anh chị, cao đến nắp là 45. Và vòng bụng của anh Bình này nha anh chị, vòng bụng là 93. Đó, vòng bụng 93. Cốt này là cốt nặng nha, xưa. Rồi, chế này hôm nay sale cho anh chị với giá là 2.400.000 nha. 2.400.000 chốt của em mã Q17. Q17 2.400.000 một con chế xưa cực kỳ đẹp luôn, mã Q17. Rồi em lên tiếp cho anh chị một cái bình nha anh chị. Miệng vòi là miệng vòi dài, dễ sử dụng nha, làm cái bình rót là ok. Đó, có truyện ký hết. Và lọc bên trong nha anh chị, lọc hoa mai cực kỳ đẹp luôn. Dung tích của bình này là khoảng tầm là 100ml nước nha anh chị, 100-110ml nước. Những dòng này là anh chị trưng đề co, hoặc là anh chị làm một cái bình rót, hoặc là anh chị làm bình trà một người uống cũng được nha anh chị nha. Rồi, bình này là 120k. 120k mã bình này nha anh chị. Chúc em mã Q18. Q18 120k. Mã Q18. Rồi, em có một cặp bình hút lọc. Một cặp bình hút lọc này anh chị. Bình này nha anh chị là vẽ cảnh sơn thủy. Sơn thủy có tích người nha. Những cái cốt bình này anh chị là cốt rạng, có truyện ký hết và nặng nha. Bình này là em có số lượng là một đôi nha anh chị. Miệng là 6. Miệng bình là 6, cao bình là 17. Và vòng bụng là 47. Đó, số lượng là em có một cặp nha. Cặp này là 400k. 400k cặp này nha anh chị. Chốt em mã Q19. Những form bình là form bình hút lọc nha anh chị. Đó, hút tài hút lọc cho gia chủ. Mã Q19 400. Rồi, em có tiếp cho anh chị một cái dầm trà này. Một cái dầm trà nha. Dầm trà lam vẽ sơn thủy. Những cái dòng này nha anh chị, anh chị về thả hoa hoặc là sử dụng làm cái dầm trà cũng được, không có chuyện nha. Đường kính của dầm trà này là
39 nha chị, và sau lòng là 5. 270k dòng trà này. 270k, chốt cho em mã Q20. Q20 270k, Q20. Rồi em có tiếp cho anh chị một cái bình rượu này. Một cái bình rượu mã đáo thành công. Bình rượu mã đáo thành công nha anh chị. Đó, hai bên này sẽ vẽ những con ngựa mã đáo thành công có truyện nha. Cao của bình này là 18. Dung tích khoảng là tầm nửa lít nước nha anh chị, 500ml nha. Rồi 140k. 140k nha anh chị, chốt cho em mã Q21. Q21 140k, một cái bình rượu mã đáo thành công có truyện ký. Rồi, em lên tiếp cho anh chị một cái hũ trà lam. Những cái dòng này, hũ trà này là xưa nha anh chị, dòng men lam vẽ tay. Dòng men lam vẽ tay nha, sơn thủy. Cái này anh chị đựng được khoảng là trên một lạng trà nha. Trên một lạng trà. Đường kính miệng 4.5 và cao tới miệng là 13. Cao tới nắp 13 nha anh chị. 200k. 200k, chốt cho em mã Q22. Q22 200k một cái hũ trà lam. Rồi anh chị em có một cặp. Em có một cặp nha anh chị. Bình này là em có số lượng là một cặp, một đôi đó. Nhưng mà em lên like là lên một chiếc nha. Anh chị chốt một chiếc hay một đôi cũng được. Cái dòng này là xưa. Đó, cốt cực kỳ nặng. Vẽ tích người nha anh chị. Nghệ nhân họ vẽ này là vẽ vẽ tay nổi nha, tích người đang cởi con lăn nè. Đấy. Dưới đáy là có truyện nha anh chị, những dòng này là xưa nha. Hai bên là hai đai. Cốt cực kỳ nặng luôn. Miệng nha anh chị, miệng của bình này là 6. Xin lỗi, miệng là 16 nha anh chị. Cao là 39. Miệng 6, cao 39 và vòng bụng là 66. Đấy, em có số lượng một đôi nha. Bình này là 1.600.000. 1.600.000 nha anh chị. Chốt cho em mã Q23. Q23 1.600.000. Mã Q23. Rồi em có một cặp tô nè anh chị. Một cặp tô xưa nha. Xưa. Rồi em để sát màn hình cho anh chị xem nha. Vẽ là vẽ rồng phụng. Ở trong thì vẽ hoa nha anh chị. Những cái dòng xưa này nó sẽ có vết xước. Và men của nó nha anh chị, nó sẽ có những vết chấm đen nha. Xưa. Có truyện ký. Đường kính là 19, cao là 6. Rồi cặp này là 160k nha anh chị, 160k cặp này. Chốt giùm em mã Q24. Q24 160k một cặp xưa. Rồi em có một bộ đĩa này anh chị. Đĩa này là đĩa Âu nha. Đó, em có số lượng là 3 chiếc. Số lượng là 3 chiếc. Mẹ lá nha anh chị, những cái này dòng này là Âu. Hàng xuất. Hàng Âu đó. Đường kính của đĩa này là 27. Số lượng em có 3 chiếc nha anh chị. Đó, 3 chiếc. Rồi cái này là 80k một chiếc nha. 80k một chiếc, chốt cho em mã Q25. Q25 80k một chiếc, em có số lượng 3. Anh chị chốt mấy chiếc báo giùm em nha anh chị nha.
có một bộ set trà. Một bộ set trà nha chị. Cái này là full hộp luôn. Mới chưa qua sử dụng. Bộ này sẽ gồm có 5 set nha chị, 5 set. Set ly uống trà đẹp cực kỳ luôn. Có hộp nha anh chị nha. 5 set. Ly nha anh chị, ly này là chất liệu là bằng sứ. Hoa vẽ lá cơ vàng có truyện ký hết. Đó, vẽ lá cơ vàng, còn cái đĩa lót này là bằng nhựa nha anh chị. Bằng mica nha. Đường kính đĩa lót này là 12. Còn ly này miệng là 9 và cao ly là 5. Miệng 9 cao 5 nha anh chị, vẽ hoa vẽ tay. Hoa vẽ tay cực kỳ đẹp luôn nè. Có truyện ký. Rồi bộ này em có tổng hết là 5 set anh chị nha, 5 set. Rồi bộ này là 200k. 200k nha anh chị, chốt cho em mã Q26. Q26 200k 6 set trà. Cái này là mới chưa qua sử dụng nha anh chị, Q26. Và những cái dòng này là sẽ full hộp cho anh chị luôn. Q26 200. Rồi anh chị em lên cho anh chị, tiếp cho anh chị một cái tượng. Một tượng nha anh chị. Tượng này là chất liệu của nó là bằng gan. Một vị thần đang vác một con cá. Chất liệu là bằng gan nha anh chị. Cốt này là cốt nặng 7kg. Nặng là 7kg nha anh chị. Đó, tượng một thần đang đứng trên một hòn núi nè. 7kg. Đường kính nha anh chị, đường kính của tượng này là 33. Cao là 44. Nặng 7kg nha anh chị. Và những cái hàng này nha anh chị, hàng này là sẽ về nó sẽ có vết trầy vết xước nha. Vết trầy vết xước hết. Rồi tượng này sale cho anh chị 1.600k. 1.600k tượng nha anh chị. Mã Q27. Q27 1.600. Rồi anh chị em có một cái này là một cái điện thoại nha. Một cái điện thoại. Ở này là có truyện nha anh chị, có truyện nè. Truyện tem dán. Những cái hàng này là hàng cổ nha anh chị. Sử dụng là bình thường nha, cái này sử dụng bình thường. Đó, anh chị quay số này. Quay số. Đó, sử dụng bình thường nha anh chị. Phích cắm. Phích cắm này nha anh chị. Đây là còn sử dụng được nha anh chị. Còn sử dụng được. Có truyện, có tem mát hết. Đây nha anh chị nha. Cái này là dính keo. Nói chung là cái này là hoàn hảo hết, không có lỗi gì cả, sử dụng được. Đường kính. Đường kính nha anh chị, đường kính là 22. Ngang là 13. 22 ngang 13 nha anh chị. Rồi cái điện thoại này có giá là 700k nha anh chị, 700k. Chốt cho em mã Q28. Q28 700. Một cái điện thoại nha anh chị. Đó, quay số như thế này nha. Q28 700. Dạ anh chị, những sản phẩm hôm nay em lên like nha. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì nhớ gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em qua hai số điện thoại có niêm yết trên kênh nha chị. Và like của em đến đây là kết thúc nha. Hẹn anh chị like sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị. Em xin chào tạm biệt ạ.